Xin chào các bạn. Chắc chắn các bạn YouTuber một vài ngày gần đây đã nhận được email thông báo từ phía Google yêu cầu các bạn phải khai báo thông tin mã số thuế. Như cá nhân tôi nhận được email này vào ngày 10 tháng 3, là 4 ngày trước đây. Thì trong email có nói là nếu chúng ta không cung cấp mã số thuế trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 ấy, thì Google có thể sẽ trừ thuế của bạn 24% trên tổng thu nhập của các bạn ở tháng đó. Lấy ví dụ, nếu thu nhập tháng đó của bạn đạt 100 đô thì bạn sẽ bị trừ thuế là 24 đô. Rất rất nhiều đúng không các bạn? Vì vậy là khi tôi khai báo thuế rồi thì tôi sẽ bị trừ như thế nào? Bạn để ý, chúng ta sẽ có một phần, nếu email của bạn là tiếng Anh nhé, thì bạn sẽ có phần How will my earning be impact này. Còn tại vì tôi setting là ngôn ngữ từ tiếng Anh, còn trường hợp bạn setting là tiếng Việt thì nó sẽ có email tiếng Việt gửi đến các bạn. Trong trường hợp nếu bạn khai báo thông tin thuế rồi thì bạn chỉ bị trừ thuế đối với những khoản thu nhập đến từ nước Mỹ thôi. Đến từ các khoản như là view quảng cáo này, YouTube Premium này, Super Chat, Super Sticker và Channel Membership. Tháng đó bạn có tổng thu nhập là 100 đô mà 20 đô đến từ nước Mỹ thì bạn sẽ bị trừ phần trăm trên tổng số là 20 đô đó thôi, thay vì bị trừ phần trăm trên tổng số là 100 đô. Thì nó cũng đã đâu đó nó cũng giảm thiểu được cái thuế bạn phải nộp cho nhà nước hay cho Google. Ok, bạn nhớ nhé, nếu bạn khai báo thông tin mã số thuế thì bạn chỉ bị trừ thuế trên tổng thu nhập đến từ nước Mỹ thay vì đến từ các nước khác. Rất nhiều bạn hiểu nhầm ấy, tôi thấy là trên các YouTube channel hay những group về làm YouTube vân vân thì nhiều bạn không hiểu rõ chính sách này, cứ đi kêu ầm lên là thuế bị trừ thuế nhiều, sau này làm ăn kiểu gì. Thì các bạn chưa đọc kỹ, các bạn đã đi kêu rồi thì tôi khuyên các bạn là nên đọc và tìm hiểu kỹ, tại vì đây là mang lại nguồn thu nhập cho chính bản thân bạn mà ảnh hưởng đến những cái thu nhập chính của bạn, thì bạn nên đọc kỹ trước khi chúng ta đi kêu gào. Ok, trở lại vấn đề chính, thì chúng ta đi khai báo thông tin thuế, chúng ta phải truy cập vào trang Google AdSense. Trong Google AdSense, bạn để ý ở trang chủ này nó có thông tin là lưu ý quan trọng, hãy kiểm tra xem bạn có cần cung cấp thêm thông tin thuế hay không. Tất cả những người sáng tạo và đối tác trên YouTube đều phải gửi thông tin thuế để đảm bảo giao dịch thanh toán của các bạn chịu mức thuế chính xác nếu có. Bạn có thể click vào nút là tìm hiểu thêm nhé. Tìm hiểu thêm thì nó cũng có hướng dẫn từ phía Google này, rất nhiều bước, 6-7 bước ở đây này. Còn nó có phần lưu ý này, nếu các khoản thanh toán của bạn bị tạm ngưng do bạn bắt buộc phải nhập thông tin thuế và bạn cung cấp thông tin thuế của mình sau ngày 20 hàng tháng, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu tháng này bạn đã đạt ngưỡng thanh toán rồi, ví dụ 100 đô, mà bạn chưa khai báo thông tin thuế thì chắc chắn là bạn sẽ không được trả tiền. Bạn khai báo thông tin sau ngày 20 tháng đó thì tháng sau bạn mới nhận được tiền. Đấy. Ok, bắt lại phần action nhé. Trong phần menu bên trái, bạn click vào thanh toán, ấn vào thanh toán, sau bạn kéo xuống dưới, có phần cài đặt, quản lý chế độ cài đặt. Sau đó bạn kéo xuống dưới, có phần thông tin thuế Hoa Kỳ. Bạn click vào đây, sau quản lý thông tin thuế. Này, cung cấp hoặc cập nhật thông tin thuế của bạn, hồ sơ thanh toán và quốc gia của bạn quyết định cách thu khấu trừ thuế và báo cáo thuế. Có nghĩa khi bạn khai báo thông tin thuế sẽ dựa vào quốc gia của bạn thì sẽ có bị trừ thuế phù hợp với quốc gia của bạn. Ở đây tôi đang hiểu là ví dụ bạn đi làm một công ty khác, bạn bị trừ thuế rồi, ví dụ bạn có thu nhập là 500 triệu chẳng hạn đi, thì sau đó là YouTube của bạn thu nhập được khoảng 100 triệu nữa thì tổng năm đó bạn thu nhập của bạn là 600 triệu. Sau đó thì trừ thuế giảm trừ gia cảnh, giảm trừ cho bản thân ấy, thì bạn khoảng là bao nhiêu tiền, độ 200 triệu nữa phải nộp thuế chẳng hạn đấy, thì sẽ dựa vào thuế Việt Nam là tính lũy kế từ 5%, 10%, 15, 25, 35% là mắc nhất ở Việt Nam. Sau đó tính giảm trừ thuế cho bạn thôi, bạn phải bao nhiêu thuế phải nộp trong năm đó. Kiểu như vậy. Bạn ấn vào nút là thêm thông tin thuế nhé. Bạn phải đăng nhập ở đây nhé. Bạn phải trả lời một vài thông tin câu hỏi ở đây này. Tài khoản của bạn thuộc loại nào? Chắc chắn là cá nhân rồi. Tiếp. Bạn có phải là công dân hoặc người cư trú ở Hoa Kỳ không? Không. Tiếp theo. Hãy chọn biểu mẫu thuế W8. Dựa trên những câu trả lời của bạn mà bạn đưa ra, bạn cần sử dụng biểu mẫu W8. Thì ở đây sẽ có hai loại. Loại thứ nhất là biểu mẫu này thường được các cá nhân không phải người Hoa Kỳ sử dụng và cũng được dùng để yêu cầu hưởng các lợi ích theo hiệp định thuế. Chắc chắn mình phải dùng cái này rồi. Biểu mẫu bên dưới
là được các pháp nhân là doanh nghiệp không phải của Hoa Kỳ hoặc cá nhân không phải người Hoa Kỳ có thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc thương mại tại Hoa Kỳ mà có gửi tờ khai thuế thu nhập tại Hoa Kỳ sử dụng. Đấy, mình dùng cái này một nhé. Sử dụng biểu mẫu W8BN này. Sau đó bạn phải cung cấp mã số thuế này. Hãy kiểm tra để chắc chắn những thông tin này hoàn toàn giống với thông tin trên tờ giấy thuế của bạn và đảm bảo rằng một người đại diện được ủy quyền của pháp nhân này ghi tên trên biểu mẫu. Tên của bạn viết tên không dấu nhé. Cho biết cho chữ in hết đi. Đấy. DBA, cái này không có này. Quốc gia, chọn quốc gia của bạn. Việt Nam đây. Y tin này, mã số thuế cá nhân của nước Mỹ là không có này. Tiếp. Tiếp theo đến địa chỉ thường trú. Địa chỉ thường trú là hộp thư bưu điện hoặc địa chỉ nhờ chuyển hộ. Bạn sẽ được yêu cầu gửi các tài liệu bổ sung. Ok. Quốc gia là Việt Nam này, dòng địa chỉ nhập vào đây. Tôi sẽ nhập địa chỉ mà tôi đã khai báo trên chứng minh thư thôi. Tỉnh sẽ là Hà Nội này. Mã bưu điện, ok, mã bưu điện thì bạn sẽ có là mã bưu chính Hà Nội. Tôi sẽ bạn chọn quận của bạn nhé. Quận ở đây là quận, toàn là Nam Từ Liêm này. Chọn phường. Đây. Điền vào mã bưu điện này. Địa chỉ gửi thư giống với địa chỉ thường trú. Ok, nếu trong trường hợp bạn chỉ có một địa chỉ thì bạn chọn là tích vào đây luôn. Trong trường hợp bạn có hai địa chỉ, đây là địa chỉ trên chứng minh thư này, còn địa chỉ để nhận địa chỉ gửi thư thì bạn thì chọn địa chỉ vào đây, điền thông tin vào đây cũng được này. Tôi được chọn giống nhau nhé. Tiếp, hiệp định thuế. Bạn có đang yêu cầu hưởng tỷ lệ khấu trừ thuế thấp hơn theo hiệp định thuế hay không? Hay là không nhé? Xem trước giấy tờ. Bạn thể click vào đây để xem này, thông tin đây này. Căn cứ theo những gì tôi được biết, tôi xin xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ các giấy tờ đã tạo và tôi tin rằng thông tin trên giấy tờ này là đúng, sự thật, chính xác và đầy đủ. Click vào đây thôi. Tiếp theo. Chứng nhận. Cho này bạn phải ký chữ ký của bạn vào đây này. Viết tên thôi. Tên của gọi in có hai nhé. Bạn có phải là người được liệt kê trong phần chữ ký hay không? Có. Tôi là người được liệt kê trong phần chữ ký và tôi sẽ tự hoàn toàn hoàn thành biểu mẫu này. Next. Các hoạt động và dịch vụ diễn ra tại Hoa Kỳ và bản tuyên thệ. Hoạt động và dịch vụ thực hiện ở Hoa Kỳ, cá nhân hoặc pháp nhân được xác định tại mục mã số thuế đã tiến hành bất kỳ hoạt động dịch vụ nào cho Google tại Hoa Kỳ chưa? Cái này là không có nhé. Tôi xác nhận dịch vụ cung cấp này, ok này. Bản cam đoan về việc thay đổi trạng thái. Bạn đang cung cấp thông tin thuế cho hồ sơ thanh toán mới hoặc hồ sơ thanh toán hiện có mà hồ sơ này chưa từng nhận các khoản thanh toán hay đang cung cấp thông tin thuế cho hồ sơ thanh toán hiện có đã từng nhận các khoản thanh toán. Tôi đang cung cấp thông tin thuế cho một hồ sơ thanh toán mới hoặc hồ sơ thanh toán hiện có. Hồ sơ này chưa từng nhận các khoản thanh toán. Tôi đang cung cấp thông tin thuế cho một hồ sơ thanh toán hiện có. Hồ sơ này trước đây đã được nhận các khoản thanh toán. Thì mình chọn được cái một nhé. Là mình khai báo mới mà. Rồi. Sau đó bạn đã nhìn thông tin này. Quản lý thông tin thuế này. Cung cấp hoặc cập nhật thông tin thuế của bạn. Hồ sơ thanh toán và quốc gia của bạn. Quyết định cách thu nhập, khấu trừ và báo cáo thuế này. Thông tin thuế tại Hoa Kỳ để biểu mẫu W8BN này. Đã được chấp nhận này. Ngày gửi 14 tháng 3 này. Vũ Hằng Chiến, tờ khai báo này. Địa chỉ gửi thư. Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc khai báo thông tin mã số thuế với Google rồi. Thì tôi hy vọng với video này thì cũng giúp ích cho các bạn. Thứ nhất, giúp các bạn hiểu rõ cách khai báo thuế và cách bị trừ thuế đến từ các thu nhập của Google nhé. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu bạn không khai báo thông tin thuế này thì mặc định bạn sẽ bị trừ 24% trên tổng thu nhập của các bạn tháng đó thì khá là nhiều. Nên các bạn nên khai báo thuế đi. Thì chắc chắn là khi bạn khai báo thông tin mã số thuế thì đâu đó đến cuối năm, thường thường là quyết toán thuế sẽ vào tháng 3 hàng năm nhé, thì đến giai đoạn quyết toán thuế các bạn sẽ bị trừ thuế. Mình ok, mình kiếm tiền, biết đây là kiếm tiền từ công sức của các bạn rồi nhưng là mình cũng nên nộp thuế thì nó sẽ đúng hơn thay vì mình trốn thuế, trốn lậu. Cá nhân tôi cũng không thích nộp thuế đâu, tuy nhiên là mình cũng làm đúng thôi, đây là quy định của quốc gia mà, quốc gia mình sinh sống thì mình phải tuân theo thôi.
Ok, chúc các bạn thực hiện tốt việc khai báo thuế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Có thắc mắc hay comment gì nhé, thì comment vào video của tôi sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.